Chào quý vị, ngày hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu, chúng tôi đang quay lại cái bộ 10x10x2C ngày 16 tháng 7 năm 2017. Tức là ngày 16 tháng 7 là chúng tôi là quay cùng lúc là 4 bộ. Đây, những cái 4 bộ răng ở đây, trong đó có một bộ là mã TH thì là của bác ở Thanh Hóa đặt rồi, quần 12. Còn đây là bộ 10x10x2C, tức là 10 thứ nhân với cột 10 và mặt sẻ 2 phân. Cái bộ này được chọn vân đặc biệt. Hiện nay chúng tôi trong cửa hàng vẫn đang còn 10x10x2B là đã xong. Còn đợt trước thì bộ 10x10x2A thì đã vào quận 8 chuyển vào cho một khách hàng có đuôi điện thoại 009 ở quận 8 Sài Gòn. Còn bộ này là 10x10x2C thì vẫn giống hệt như cái bộ đó. Nói như thế là để bác ở trong Sài Gòn có khách khứa bạn bè mà có muốn sử dụng một bộ giống như của bác thì ở đây đang có ngay đây. Những cái hàng này được chọn vân đặc biệt. Một bộ 10 thứ là gồm có 4 chiếc ghế đơn, một chiếc ghế dài, một chiếc bàn, 2 chiếc đôn trà và 2 chiếc đôn ngồi. Đây, đôn ngồi, đây là bàn đây. Và cái bộ này sẽ có 2 chiếc kê. Hiện nay đang kê theo mô hình quý vị đang nhìn đây là kê theo hình chữ H, tức là hai dãy hai bên và giữa là bàn và đôn trà. Thế còn kê theo hình chữ U thì là một cái ghế dài kia. Lần trước tôi quay là tôi xếp theo hình chữ U. Còn đây là bộ kê theo hình chữ H. Tức là giả sử như là cửa nhà vào kia và bên trong này là phông tường thì là kê theo hình như thế này. Nếu như nhà ống là kê như thế này. Còn một phòng độc lập thì thường người ta sẽ kê theo hình chữ U. Và chi tiết như kê như nào thì sau này thì quý vị gọi điện tôi sẽ tư vấn tiếp. Thì ra những bộ này là trước còn quay sơ bộ rồi. Còn hôm nay là quay lại để trước khi đưa vào trong kho là chúng tôi răng ra và quay lại thôi. Và xin quý vị liên lạc với Đồ Gỗ Đức Hiền theo số 0984 666 999 hoặc là Viber Zalo với số 0967 666 111. Tôi xin nhắc lại đây là bộ 10x10, bộ mã số 10x10x2C ngày 16 tháng 7 năm 2017 và đang được quay tại tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Bên kia là khu B và khu C của chúng tôi. Hiện nay trời đang nhiều mây và có lẽ sắp mưa cho nên tôi xin tạm biệt cái clip này sớm sủa tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.